tiếp tục vượt qua các đối thủ cạnh tranh trực tiếp, VinFast và Dew lại một lần nữa đứng ở vị trí đầu tiên trong phân khúc xe đô thị hạng Nga ở tại thị trường Việt Nam, bỏ xa Kia Morning, Toyota Wigo và Honda Brio. Còn đối với Hyundai Grand i10 thì quả thực mẫu xe này đã cố gắng rất nhiều khi trong tháng 3 năm 2021, doanh số của i10 đã tăng lên khoảng 780 xe so với tháng 2 năm 2021. Tuy nhiên tôi cho rằng điều ấy dường như là chưa đủ. Ở bên chiến tuyến khác thì người đàn anh VinFast Lux A2.0 Mẫu xe nằm cùng bảng với Toyota Camry Một trong những đối thủ rất khó chơi Nhưng một lần nữa thì chiếc xe được ví von một thời là biểu tượng của sự thành đạt Cũng đã phải ngậm ngùi xếp sau mẫu xe của Việt Nam Vì vậy ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đi phân tích xem Liệu những con số trên đã và đang nói lên điều gì của thị trường ô tô trong nước Chào mừng các bạn trở lại với Auto Việt Nam Đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để nhận được những video clip mới nhất của chúng tôi nhé Xin chân thành cảm ơn Và ngay sau đây là bài phân tích của Trí Trần So với tháng 2 năm 2021, doanh số của VinFast Fadil tăng 222 xe. Cụ thể sau khi kết thúc tháng 3 năm 2021, VinFast Fadil bán được 1.312 xe. Tổng doanh số cộng dồn trong 3 tháng đầu năm 2021, VinFast Fadil bán được 4.148 xe. Trong khi đó, đối thủ Hyundai Grand i10 dù số lượng xe bán ra trong tháng 3 năm 2021 tăng lên rất cao khoảng 780 xe so với tháng trước. Tuy vậy thì Hyundai Grand 10 vẫn không thể giành lại ngôi vương từ tay đối thủ VinFast Fadil. Kết thúc tháng 1 năm 2021, Hyundai Grand 10 bán được 3.199 xe, thua kém mẫu xe đến từ thương hiệu Việt Nam khoảng 949 xe. Còn một đối thủ khác đó chính là Kia Morning cũng đang diễn rất tốt ở bộ phim mất tích vì đã quá lâu rồi mẫu xe một thời đã cặp với Hyundai 10 xưng vua xưng chúa ở trong phân gốc xe đô thị hạng Nga thì nay đã trở thành con bài bị phế vật của Thaco Kia. Lý do chỉ vì phiên bản mới có mức giá bán khá là cao Trong khi đó người tiêu dùng không có nhiều lý do để xuống tiền lựa chọn Chính vì thế mà doanh số gần đây của Morning rất lẹt đẹt Minh chứng là trong tháng 3 năm 2021 Kia Morning chỉ bán được là 438 xe Tổng doanh số cộng dồn trong 3 tháng đầu năm 2021 đạt 1.284 xe Tức là chỉ bằng một nửa so với VinFast Fadil Còn đối với Toyota Wigo, Honda Brio thì chúng tôi xin phép sẽ không cập nhật doanh số Lý do là vì không đáng kể để bàn luận ở bên kia chiến tuyến thì người đàn anh VinFast Lux A2.0 cũng đang làm rất tốt công việc của mình khi nhiều tháng liên tiếp đứng ở vị trí dẫn đầu trong phân khúc xe sedan hạng D ở tại thị trường Việt Nam, nơi mà cách đây một năm Toyota Camry vẫn còn đang sưng hùng sưng bá. Nếu như trong tháng 2 năm 2021, Toyota Camry bán được 196 xe, Lux A2.0 bán được 343 xe. Bước sang tháng 3 năm 2021, doanh số của hai mẫu xe này đều được cải thiện khi Toyota Camry bán được tổng là 461 xe Còn lại VinFast Lux A2.0 bán được 548 xe Và nếu như chúng ta đặt lên bàn cân so sánh về doanh số cộng dồn trong quý 1 năm 2021 của hai mẫu xe này Thì Toyota Camry đang có tổng doanh số là 1.217 xe Trong khi đó VinFast Lux A2.0 là 1.458 xe như vậy chúng ta có thể kết luận được rằng là mẫu xe của thương hiệu Việt Nam đang dẫn trước đối thủ đến từ Nhật Bản và những con số nêu trên đều thể hiện cuộc đua vẫn còn đang rất gay cấn, chưa thể xác định cái tên nào sẽ giành được ngôi vị quán quân sau khi kết thúc năm 2021. Còn đối với những cái tên khác như là Mazda 6, Kia Optima, đặc biệt là Honda Accord đều có danh số rất lẹt đẹp và không có nhiều sự nổi bật ở trong phân khúc. Để phân tích sâu về những sự thay đổi này thì có lẽ tôi đã có quá nhiều bài viết phân tích và cụ thể chi tiết. Và cá nhân tôi cho rằng nguyên nhân chính đầu tiên vẫn đến từ chất lượng sản phẩm và yếu tố dịch vụ chăm sóc khách hàng. Chất lượng tốt và dịch vụ tốt là yếu tố bắt buộc để một sản phẩm có được sự thành công rồi sau đó mới đến mức giá bán. Và nếu như trước đây các hãng xe nước ngoài có những sản phẩm chất lượng kém hơn khá nhiều so với mặt bằng chung của toàn khu vực. Từ việc xe bị lỗi tối khí cho tới không được trang bị những công nghệ an toàn tối thiểu, lỗi thước lái, lỗi chảy dầu, vân vân và vân vân. Tất cả những vấn đề đó không hề được nhà sản xuất giải quyết một cách nhanh chóng mà gần như làm ngơ trước những lời góp ý và kêu gọi của người tiêu dùng Việt Nam. Chính vì thế mà người tiêu dùng trong nước đã khôn ngoan hơn và dần quay lưng với những hãng xe nước ngoài. Thứ hai đó là về mức giá bán, có lẽ tôi sẽ không đi phân tích quá sâu về vấn đề này bởi vì giá bán nó sẽ tỷ lệ thuận với giá trị của một sản phẩm mà người mua nhận được. Ví dụ như VinFast Vario có mức giá bán cao hơn một chút so với Hyundai Grand i10. Tuy nhiên mẫu xe Việt lại được trang bị nhiều công nghệ an toàn hơn, động cơ vận hành mạnh mẽ hơn so với i10 thì suy ra giá bán đó được cho là hợp lý với giá trị sản phẩm đem lại. Điều này tương tự với lắc A2.0. Trong những năm vừa qua thì có rất nhiều cuộc phát động trên cả nước kêu gọi người Việt ưu tiên dùng hàng Việt Chính vì lẽ vậy mà VinFast cũng được hưởng rất nhiều lợi thế trên sân nhà. Ngoài ra hiện nay lý do một phần cũng đến từ hãng xe Việt Nam đang công khai hỗ trợ rất nhiều những chính sách ưu đãi và dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt. Ví dụ như là miễn phí lãi vay không đồng, hỗ trợ 100% thuế trước bạn sau khi chính phủ không gia hạn, bảo hành 5 năm hoặc 165.000 cây số đối với hai dòng xe lắc, ký hộ miễn phí 24/7 trong suốt thời gian bảo hành, gửi xe miễn phí 6 tiếng một lần tại các trung tâm mua sắm Vincom. Đó là những gì cơ bản đã giúp cho những mẫu xe của VinFast có doanh số bán hàng tốt đến như vậy trong nhiều tháng trở về gần đây. Còn các bạn nghĩ sao? Hãy để lại comment bình luận của mình ở phía bên dưới video clip nhé. Chúng ta hãy cùng nhau thảo luận một cách thực sự văn minh. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo.